đã dọn sẵn một cung điện xứng đáng cho công chúa Giáng Trần khi làm cho Đức Thánh Nữ Maria trần truồng và con đang ẩn núp. Chúa phán bảo con rằng: Ai đã chỉ cho ngươi biết rằng ngươi đã làm điều đó? Người phụ nữ thưa: Con rắn đã tìm bữa con và con đã ăn. Thiên Chúa phán bảo con rắn: Bởi mi đã làm điều đó, mi sẽ vô phúc ở giữa mọi sinh vật và mọi muôn thú tìm tòi. Mi sẽ bò đi bùn và mi sẽ ăn bùn đất sống trong đời mi. Được Chúa sai đến một ngày của Thiên Chúa cùng trên nữ trên một số cuộc sống các người lớn đó xảy đến thế nào được thì tôi không biết đến người nam nhưng thần thưa Chúa Thánh Thần sẽ đến với trên nữ và uy quyền tôn cao sẽ bao trùm tất cả những chưa làm cho họ và chúng ta hy vọng là Chúa sẽ làm những điều đó và con xin nghĩ có một điều. Nếu mà chúng ta không yêu Chúa, chúng ta thì mới chỉ đến. Đồng ý không? Tất cả mọi người trong Chúa ơi, Maria cùng vào thời thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và cũng được sẽ đổ ra cho các con. Và nhiều người được tha tội, các con đã làm việc này mà nhớ đến thầy. Chúc nhờ người ơi, người ba trong người và mọi dân sự bảo vệ
Kính thưa quý vị, đây là cái thánh giá mà bị đặt bom. Sức mạnh của quả bom không làm cho cây thánh giá bị hủy hoại. Biểu tượng này đã được giữ lại và trưng bên trong vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Thưa quý vị, chúng tôi đang ở trên đồi Tepazac, gọi là đồi bông hồng. Đứng trên đây chúng tôi nhìn xuống toàn cảnh của khu vực vương cung thánh đường Đức Mẹ Guadalupe. Có thể nói đây là một độ cao chừng khoảng 300 feet, tôi đoán như vậy, 200 tới 300 feet. Đồng hành với Thánh Juan Diego lên đồi hái hoa hồng của Đức Mẹ. Trần hài đó. Đồng hành. Công nhận cũng linh khỏe thiệt đó, Chúa trò khỏe thiệt đó. Đi hết tour rồi về. Về xong rồi tới tour khác có liền luôn. Mà hy sinh liền. Mà kỷ niệm nơi Thánh Juan Diego đã hái hoa hồng trên đây. Bây giờ nè, các cô các chú đây nè, các cô chú đi nhập hồn nhiều lắm. Mà có bao giờ các cô chú tự hỏi cái chữ PX có thấy không? Ở bên trên ta đây, nó chỉ có nó nghĩ là Jesus, tiếng Latin nha. Jesus Hominus Salvator. Có nghĩa là Jesus is the Savior. Savior trong tiếng Anh là Savior, là đấng cứu độ. Of mankind. Tức là phải lấy nhân loại. Jesus là đấng cứu độ của nhân loại. Soy dormido y que me
estoy contigo y que te hay para ti. Bendito lindo y querido, si muero lejos de ti. Pero no les digas cuánto, así me dijiste a mí. Por eso vivo pensando.